Cái thằng con trai tôi đi đâu rồi nhỉ? Cả ngày thì ngồi nhà chơi điện tử, đến cái lúc mà chuẩn bị rủ nó đi chơi thì nó lại chạy đâu mất. Con trai con đứa lớn rồi, suốt ngày chui rúc trong phòng chơi điện tử thôi. Đập mẹ bộ máy tính đi bây giờ đấy. Con gái đâu rồi? Đi biển không tí không đấy, nó lại đi ra ngoài rồi. Cái nhà này bọn trẻ con nó cứ đi ra ngoài, tôi không biết là sao nhỉ. Con với cả cái nhà cửa cứ như cái nhà trọ. Tôi quên mất, tôi vẫn còn một người vợ rất là đáng yêu. Để tôi thay cái bộ quần áo nhìn cho đẹp trai tí rồi rủ cô ấy đi biển. Chắc là cô ấy cũng thích thôi. Hôm nay ngày đẹp trời mà. Trời đẹp như này ra bãi biển chơi tí gọi là hóng gió vợ nhỉ? Không. Này, nhà là phải có nóc hiểu chưa? Bây giờ tôi nói nhỏ nhẹ nhá. Đếm từ 1 đến 3, cô mà không đi chơi với tôi hôm nay ấy thì đừng có mặt. Kinh quá, trời ơi, sao ngày xưa tôi lại lấy vợ nhỉ? Rủ đi chơi tí nó đánh tôi máu me dây hết cả da người rồi. Không đi chơi thì bảo không đi chơi, sao lại... Và như những cái tập thường lệ khác trong những cái tập GTA của tôi, ngày nào tôi cũng có xe mới cho các bạn xem. Hôm qua thì tôi đi ra ngoài chợ, sắm nhẹ được cái con gọi là Lamborghini. Nghe đâu đây là cái con xe vừa đắt nhất thế giới lại còn hiếm nhất các bạn. Vừa mua hôm qua tiền mấy chục tỷ vỡ cả kính rồi. Mua được xe nó là một cái vấn đề, nhưng mà để tiền để mà nuôi rồi sửa chữa đổ xăng các thứ nó lại là một vấn đề khác các bạn ạ. Cũng may mắn thì tôi quen một cái anh thợ sửa xe uy tín ở trong thành phố. Khách quen lâu năm mà. Thường thì các bạn đi sửa xe thợ hay kiểu chặt chém rồi là gợi ý nâng cấp cái này nâng cấp cái kia, rồi cái giá tiền ban đầu bạn nghĩ nó sẽ bị độn lên rất nhiều. Nhưng mà không, anh này anh tốt lắm, anh sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Xe các bạn hỏng ở đâu anh sẽ sửa lại cho các bạn ở đấy. Uy tín cực. A few moments later. Ơi thằng khốn, nó dụ dỗ tôi nâng cấp cái xe này, tiền còn nhiều hơn cả chính chiếc xe. Khốn nạn quá. Nói chung ấy là ngày hôm nay sẽ không ai cản được tôi cái việc là tôi sẽ đi chơi đâu. Xin tự giới thiệu với cả mọi người, tôi là trùm xã hội đen. Và trước mắt của mọi người đây chính là những cái người đàn em thân cận nhất của tôi. Đây, cho mọi người chiêm ngưỡng nhá. Đây là những cái người đàn em thân cận của tôi. Người ta xăm mình rất là nhiều, các bạn biết người ta sao ở đây đúng không? Rồi là vòng vèo các thứ. Ông kia xăm cả lên mặt kìa. Băng đảng của tôi trước nay chưa thua ai bao giờ. Tôi chính là trùm xã hội đen. Các bạn thể thấy nhà cửa tôi rất là đẹp này, xe xịn. Nếu như mà các bạn đi chơi, chắc là các bạn sẽ đi một mình được đúng không? Nhưng đối với tôi thì mọi chuyện nó lại khác. Tại vì tôi là một nhân vật rất là quan trọng, cho nên là đi đâu cũng cần phải có cái sự bảo vệ. Vì nếu như có chuyện gì mà không hay xảy ra với tôi, sẽ không ai duy trì cái bộ máy xã hội đen của tôi cả. Úi dồi. Đấy các bạn nhìn thấy nhà tôi. Mấy cái thằng này chắc là lại trêu đàn em tôi có gì đâu. Bọn đàn em tôi nó bặm trợn, nó đầu gấu lắm các bạn. Động vào nó là kết cục nó sẽ như thế đấy. Nên đi với chúng nó tôi cũng rất là yên tâm. Nào, đi đứng thế à? Đây rồi, trước khi tắm biển, rồi là phơi nắng các thứ, đây sẽ là nơi tôi phô trương thanh thế của mình cho các bạn xem. Đây, thằng kia, tao để ý mày mấy ngày hôm nay rồi, ngày nào mày lườm đểu tao. Thái độ à? Động tay động chân quá nhở. Mấy cái thằng đệ đâu rồi? Láo này. Nào mấy em xử lý thằng này nhanh nhanh. Nó đấm anh này. Đấy các bạn thấy chưa? Đàn em tôi xử lý nó ngay. Tôi đường đường là một xã hội đen chân chính, không thể nào ra ngoài đường lại bị mấy cái thằng cu này nó đấm. Rồi dừng lại đi em ơi. Thằng cu đấy nó trượt rồi đấy. Kéo xài ít thôi, nhường đường cho người ta đi bộ nữa chứ đi. Thằng này lại đấm tôi này các bạn này. Ui nó đấm đau phết đấy chứ đùa đâu. Ôi dồi. Thằng này hình như là hơi quá đáng rồi các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy chưa? Động vào tôi, em tôi nó cho ăn chày sắt ngay. Làm gì có cái chuyện vớ vẩn. Tôi chỉ tuyên bố với các bạn nhẹ một câu thôi. Ở trong cái thành phố này này, băng đảng của tôi chính là vô địch. Ui, cái gì đấy? Lại đội trưởng Mỹ à? Thằng này nó chán sống rồi. Lên cho anh các em. Ui, thôi các em của tôi. Không được. Nó xử đàn em của tôi thôi. Khốn. Xử nó cho anh em. Ui. Ui không. Không. Đàn em cuối cùng của tôi. Thằng khốn đội trưởng Mỹ. Mày cứ chờ đấy, tao về tao gọi anh em ra. Tình hình là không chạy được rồi mọi người ạ. Thôi rồi, tôi trùm xã hội đen sẽ xử lý đội trưởng Mỹ của các bạn ngay tại đây. Đích thân trả thù cho đàn em của mình. Ui, nhưng mà nó mạnh quá. Mày có thích động vào trùm xã hội đen không cu?
thích động vào chùm sau ở đây không cu? Máu nó sâu quá, tôi bắn mãi không chết. À đây rồi. Tôi đã trả thù được cho đàn em của mình rồi các bạn. Cái người anh em đã cùng tôi chinh chiến bao nhiêu năm nay lại thành ra như này. Trời ơi. Tôi sẽ trả thù. Cái mối quan hệ của tôi với cả The Avenger bây giờ nó rất là căng thẳng. Ngày hôm nay thì tôi đã tập hợp băng nhóm của mình lại rồi. Cuối cùng thì cái vấn đề nó vẫn là thế các bạn ạ. Siêu anh hùng với cả xã hội đen không thể nào sống chung trong một thế giới được. Mặt tôi thì tam thấy người sát với Hook. Lên các em, lên cho anh. Không ổn rồi, cái bọn này mạnh quá. Đàn em tôi sẽ bị tiêu diệt hết. Ôi, có cả người nhện đây à? Thôi chết rồi. Đàn em tôi đi hết rồi à? Chết rồi, vậy là tôi đã tính toán không cẩn thận. Không còn cách nào khác các bạn ơi. Bên trong nhà tôi đang cất giữ một cái bộ đồ mà lâu rồi tôi chưa sử dụng. Nhưng mà ngày hôm nay chính là cái ngày tôi phải lôi ra rồi. Ngay bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem. Rồi, các bạn hiểu ra vấn đề rồi đúng không? Tôi chính là Superman. Mấy thằng cu coi như là hôm nay ở nhà nhá. Hôm nay một mình anh sẽ trả thù cho băng đảng của mình. Đừng lo. Ngày xưa các bạn ạ, tôi cũng là siêu nhân, theo phe chính nghĩa các thứ. Nhưng mà sau đó đến một ngày tôi nhận ra làm việc tốt nó không vui như tôi nghĩ. Thế là tôi đã thay đổi và sử dụng cái siêu năng lực mình có quay ra tổ chức một băng xã hội đen. Ngay bây giờ tôi sẽ chứng minh cho các bạn thấy cái sức mạnh của tôi nó kinh khủng như nào. Xe buýt. Bay xa vãi. Không những thế nhá, tôi còn có những cái siêu năng lực khác như kiểu đây, mắt laser này. Lưu manh. Ai chà, chém cơ à? Chạm nhẹ vào cái xe buýt mà nó bay mà thằng này định chém tôi các bạn ạ. Hoang đường. Vẫn ngoan cố rút súng lên. Ngoan cố. Tạm biệt. Trời ơi, tôi khỏe quá. Thôi rồi, tôi nghĩ mình đã test cái sức mạnh của mình đủ lâu rồi. Bây giờ tôi sẽ đi tìm Avenger để trả thù cho anh em nữa. Để mà solo giữa những cái sức mạnh nó quá kinh khủng như này thì tôi sẽ tìm đến đây. Một cái sân bay hết sức vắng vẻ để tránh không gây hại cho mọi người. Chính nơi đây là nơi tôi sẽ... Ok à? Tại sao bảo là đang nơi vắng vẻ lại có máy bay ở đây? Tôi phải di chuyển cái máy bay này ra ngay lập tức. Rất là nguy hiểm nếu mà họ đỗ ở đây. Chỉ vì cái màn quyết đấu của tôi thôi mà những cái người vô tội họ sẽ có thể bị thương. Không thể để chuyện đấy xảy ra được. Đấy, cả cái xe ô tô này nữa này. Cảnh sát làm gì trong này đây? Cảnh sát lại cứ đi vào trong này các bạn ạ. Tôi phải ngăn họ lại, tại vì trong này rất nguy hiểm ấy. Tôi nói lần thứ N, những người vô tội có thể sẽ bị thương trong cái màn so tải bọn tôi rồi. Cứ đi vào. Rồi, như này vắng vẻ hơn rồi này. Có thể quyết đấu ngay tại đây được. Có lẽ là tôi nên gọi điện cho bọn nó chăng? Làm cách nào bọn nó tự đến đây được nhỉ? Cả cái biệt đội The Avenger đến đây tôi lo hết. Dăm ba mấy cái thằng siêu anh hùng. Ui dồi ôi. À, đây rồi, Hook đây rồi. Nạn nhân đầu tiên của chúng ta. À, thằng đánh đau quá. Để... bỏ tôi ra. Ôi, lại còn cả người sắt à? Ôi, cả Hookbuster với lẫn người nhện đây. Không ổn rồi các bạn ơi. Không được, tôi phải báo thù cho những cái người anh em của mình. Không thể nào thua với bọn này được. Ai, đau quá. Không được rồi. Các bạn nhìn này, nó cứ túm tôi lên lôi xuống này thì ai mà chịu được. Không thể để chúng nó cứ bắt nạt tôi như này được. Tôi ở đây là để trả thù cơ mà. Đầu tiên là cái thằng này, cái thằng Hookbuster này. Suy yếu chưa? Ôi, nó vẫn khỏe quá. Đỡ thử quả này xem nào. Tôi đấm nó kinh quá các bạn ơi. Không thể nào chuyện nó vẫn còn sống được. À ha, đây rồi. Thua là cái chắc, làm sao mà ăn được Superman tôi. Nào đâu còn thằng nào nữa. Được rồi, bạn này đánh tao kinh lắm mà. Mấy cái thằng kia, ai à? Người nhện. Mày đến số rồi con. Các bạn nhìn tôi đánh người nhện. Tôi nghĩ người nhện chắc là phải là cái... đã chết rồi. Người nhện hình như xong rồi các bạn ơi. Tôi nghĩ thằng cu người nhện này sắp đến giới hạn rồi. Nó chỉ bắn tơ thôi, trong khi tôi là... làm trò gì đấy nhỉ? Người nhện, Hookbuster, tao còn đánh. Láo. Các bạn ơi, hình như là tôi loại được thằng người nhện này rồi, nhưng mà sao lại chết trên không trung này? Kỳ lạ quá. Người nhện với cả cái thằng Hookbuster tôi xử lý rồi. Nhưng mà bây giờ vẫn còn người sắt với cả Hook. Không thể nào mà... ui, tôi thua bọn này mất. Hook nó đã khỏe rồi các bạn ạ. Lại còn thêm cái ông người sắt này hỗ trợ nữa. Sao mà chơi được đây? Được rồi, tôi ở đây để trả thù cho những người anh em của mình. Nếu mà tôi chết thì mọi thứ nó sẽ rất là tồi tệ. Bắt buộc tôi phải trả thù cho anh em mình đã. Các bạn hãy phân tích kỹ vào cái đội hình. Thằng Hook nó sẽ là cái thằng tanh.
và thằng người sắt ở đằng sau nó sẽ chỉ bắn tôi thôi. Chưa kể đến việc hai thằng này nó rất mạnh mà bọn nó lại còn có kế hoạch nữa, cho nên mọi thứ nó sẽ rất khó khăn cho tôi bây giờ. Được các bạn ơi, tôi tách biệt được thằng cu húc này rồi. Nó vẫn khỏe quá. Sao đánh được nó đây? Thằng húc này khỏe quá. Bằng mọi giá phải trả thù cho băng đảng của tao. Húc này, húc này, húc này. Yes, yes. Xong thằng cu húc rồi, chỉ còn thằng người sắt nữa thôi các bạn ạ. Tôi nghĩ là sau khi diệt được húc rồi thì người sắt đối với tôi nó sẽ không phải là cái vấn đề gì quá nghiêm trọng. Người sắt chắc chắn là thằng này nó sẽ mỏng cơm hơn thằng húc, cho nên là tôi đánh nó sẽ nhanh chết hơn. Chỉ cần không để cho nó có khoảng trống để nó bắn là được. Không cho thời gian, không cho thời gian để mày bắn đâu. Đừng hòng động vào anh em tao này. Thắng rồi. Oh yes. Vậy là tôi đã loại trừ được cái biệt đội Avenger rồi thưa các bạn. Cuối cùng thì tôi cũng đã trả thù được cho những cái người anh em của mình rồi. Cảm giác làm kẻ xấu rất là sướng. Ok à. Thằng nào nó bắn vào người tôi. À mấy cái ông cảnh sát này. Mấy cái ông cảnh sát này không biết tôi kiểu mình đồng ra sắt hay sao nhỉ. Ok, tôi đã xử lý mấy cái ông này. Còn video của chúng ta ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp các bạn vào những cái video lần sau nhá. Bye bye.